đầu tiên là 1.0 đúng không ạ? Thì 1.0 là gì? Là tiếp thị lấy sản phẩm làm trung tâm. Và lúc đó, thời kỳ đó chúng ta không có quá nhiều gọi là những cái phương thức để mà chúng ta biết được có những cái gì ở ngoài xã hội kia. Chúng ta chỉ có duy nhất là báo đài. Nên là ở đâu chúng ta có kênh thông tin thì ở đó chính là cái nơi mà tin tưởng được, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ duy nhất coi báo chí hoặc là tivi thôi, thì chúng ta tin rằng những gì nói ở trên đó là tốt nhất. Sau đó thì nó nâng cấp lên là khách hàng làm trung tâm, là mọi người bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái nhu cầu của khách hàng, bắt đầu hiểu nhiều hơn về việc là chúng ta nên tập trung vào nhu cầu khách hàng chứ không phải chỉ bán cái mình có nữa. Và thứ ba là tiếp thị 3.0 là gì? Đó là lấy con người làm trung tâm cái gì. Nhưng mà đến 4.0, tức là 10 năm vừa qua, là thời kỳ chuyển đổi số, tức là tiếp tục vẫn lấy con người làm trung tâm, nhưng mà nó nâng lên một cái tầm là gì ạ? Chúng ta sử dụng những cái gọi là trên nền tảng internet nè, mô hình gig economy vân vân ra đời là từ đó. Nhưng bây giờ thì nó đã câu chuyện khác rồi. Trong 2 năm vừa qua, nếu mà anh chị nào có đọc thì mình có thể đọc cái cuốn của ông Philip Kohler, đúng không ạ? Gọi là Guru Marketing thời đại mới, thì ông đã viết xuất bản hồi năm trước cái cuốn gọi là 5.0. thì trong 5.0 nói về trí tuệ nhân tạo, nói về công cụ số các anh chị. Nó không chỉ dừng ở chuyện chuyển đổi số nữa rồi. Và 2 ngày hôm qua thì chúng ta thấy là khắp nơi nói về câu chuyện gì ạ? Nói về câu chuyện là Facebook chuyển đổi cái tên của cái doanh nghiệp của họ thành là Meta, đúng không ạ? Và Meta là gì? Metaverse thì nó đã thành cái gì ạ? Là một cái gọi là vũ trụ số, hoặc là mọi người ở đây ai có tham gia Internet Expo đâu mà. Có nghĩa là sắp tới, ví dụ như mình ngồi ở nhà, chúng ta không chỉ nhìn trên Zoom. Zoom đã là một bước tiến khủng khiếp rồi, kết nối mọi người trên thế giới. Nhưng mà sắp tới với Metaverse thì chúng ta lại có thể chạm tay nhau, mỗi người cầm ly cà phê, chúng ta vô đó chúng ta ngồi giống như ta đang uống cà phê, nhưng mà trên một không gian thực tế ảo. Bạn sẽ thấy gần đây những cái gì mà giúp cho người ta có thể gia tăng thu nhập thì người ta có thể bị thu hút. Thì cái dịch vụ, cái kinh doanh, cái loại hình mà bạn đang phát triển cái kinh doanh của mình, nó có đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội hay không? Cuối cùng doanh nhân là gì cái gì? Phải chăng doanh nhân là người đi giải quyết vấn đề của xã hội không ạ? Xã hội cần điều gì thì chúng ta cung cấp được cái giải pháp đó. Và khi xã hội càng có nhiều vấn đề, giống như thời kỳ bây giờ, một cái thời kỳ vô định có quá nhiều thứ, thì càng có nhiều vấn đề thì nó sẽ càng có nhiều những cái cơ hội cho những ai có thể ra được những cái giải pháp giải quyết vấn đề.